Hôm nay Mai Phan sẽ giặt cọ để cho mọi người xem. Là bình thường ấy thì chúng mình cứ tưởng là nhìn cọ như này thì tưởng là cọ vẫn còn sạch lắm, nhưng mà kỳ tình ra là đã rất là bẩn rồi. Nên là mọi người hãy theo dõi video này của Mai Phan nhá. Và theo dõi xong thì hãy mang cọ của mình đi giặt ngay lập. Rồi, đầu tiên thì chúng mình phải cho nước vào đã. Một chút nước nha. Sau đấy thì chúng mình sẽ lấy dung dịch giặt cọ nhá. Dung dịch giặt cọ thì mình dùng dung dịch giặt cọ của Celine. Rồi, ấn lên như thế này để cho nó đẩy dung dịch lên trên. Ok. Mình sẽ pha cái dung dịch này vào trong cốc nước nhá. Các bạn có thể pha dung dịch hoặc là làm ướt cây cọ, sau đấy thì mình nhúng thẳng cái cây cọ vào dung dịch cũng được. Nhưng mà ở đây Mai Phan muốn giặt nhiều, cho nên là Mai Phan sẽ pha dung dịch cùng với cả nước luôn. Rồi sau đấy chúng mình sẽ gạt hết dung dịch xuống. Ok, bây giờ mình sẽ dùng chính những cây cọ này mình ngoáy. Mình ngoáy cái nước cùng với cả dung dịch ở trong nước này lên. Mọi người thấy màu nó đang được thay đổi không? Và khi mà giặt này, mọi người chú ý này, những cái cây cọ nào mà là cây cọ chúng ta sử dụng màu đen này thì chúng ta sẽ giặt riêng nhá. Còn những cây nào mà sử dụng màu nâu với màu hồng thì chúng ta có thể dùng chung với nhau. Ở đây thì Mai đang là những cây cọ mà được sử dụng màu nâu với cả màu hồng với màu nút, thì mình sẽ giặt chung với nhau. Và mọi người thấy không? Cái nước của nó rất là bẩn. Chúng ta chỉ việc là dậm cây cọ xuống đây cũng được. Còn nếu mà các bạn nào mà có thể dùng theo cách khác là chúng mình sẽ lấy tay chúng mình bóp vào từng cây cọ như thế này cũng được luôn. Đó. Thì mình đang thấy là cọ nó sạch hơn khá là nhiều này. Trời ơi, chỉ một tuần không giặt mà nó đã kinh khủng như thế này đấy. Cho nên là chúng mình hãy chăm chỉ nhá. Hãy định kỳ đi. Tùy theo chúng ta sử dụng nhiều hay ít, nhưng mà ít nhất thì hãy nên một tuần là chúng ta giặt. Sau khi mà chúng ta đã đủ thời gian để cho phấn mắt với cả phấn má ở trong những cây cọ này nó được sạch hoàn toàn rồi, thì mình sẽ bóp nhá. Mình sẽ bóp từng cây cọ này, bóp từng cây cọ để cho nó trôi hết cái nước bẩn này đi. Sau đấy thì mình sẽ nhúng cọ vào nước sạch nhá, để hoàn thiện cho cây cọ mình nó được sạch sẽ hoàn toàn nhá. Rồi, sau khi mà giặt xong bằng dung dịch nhá, thì bây giờ mình sẽ giặt bằng nước. Uầy, phải công nhận là cái dung dịch nó khá là sạch luôn. Lúc nãy là một cái cốc nước vô cùng bẩn, siêu bẩn luôn. Thì bây giờ cái cốc nước nó đã trong hơn rất là nhiều. Và theo như của Mai Phan thì Mai Phan chỉ cần là dùng thêm một cốc nước nữa là đã quá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ đổi thêm một cốc nước nữa nha. Là chúng mình đã có ngay những cái cây cọ rất là sạch mà tiện dụng lại còn rất là nhanh nữa. Mỗi một lần giặt cọ chúng mình chỉ mất 5 phút thôi. 5 phút thôi là đã quá sạch rồi. Đặt ra đây, đặt đây. Chỉ cần 5 phút thôi là cọ đã quá sạch. Quá xuất sắc luôn. Và bây giờ thì mọi người nhớ này, Bóp từng cái cây cọ một nhá, để cho nó sạch hết nước ở trong cây cọ này đi. Sau đó chúng ta phơi cọ lên nha. Không sấy các bạn nhé, các bạn chú ý là đừng sấy. Sấy nó sẽ dễ bị cái cây cọ của mình nó bị sun là thứ nhất này. Thứ hai nữa là nó bị khô sơ cọ. Khi mà phơi cọ thì chúng mình sẽ đặt cọ nằm ngang. Chúng mình sẽ đặt cọ nằm ngang như thế này. Hoặc là chúng mình sẽ có cái chuyên dụng để phơi cọ, chúng mình cắm từng cây xuống như thế này nhá. Thì cây cọ của mình khi mà nó khô ấy, nó sẽ rất là mềm và mướt và không bị xù cái lông cọ lên nhá. Phải công nhận là cái em dung dịch giặt cọ này rất là sạch nhá. Nó là dạng gel. Và khi mà dùng thì các bạn sẽ sử dụng làm ướt cọ trước khi mà chúng ta đổ dung dịch vào nhá. Dung dịch cọ này là của cái gì, của Celine. Nói chung là mình thấy rất hài lòng sau khi mình đã sử dụng rất là nhiều các dung dịch giặt cọ của các hãng khác, thì mình thấy em này khá là ok.